giảm đi sự khó tính hay không? Hiếu còn chỉ 8 chiếc khăn ạ. Chúng mình là 19 người. Hey, xin chào. Mình cứ ngồi mình đội nón, mình đợi anh ấy gọi. Nhưng mà ông nông dân cứ phải cởi giày ra cởi giày vào chỉ vì anh Trọng Hiếu. Ngồi đợi anh Hiếu gọi lên. Anh Hiếu ơi, gọi em đi. Ok, cho Phương Xù cái bài solo của Phương Xù nhé. Street dance. Thế là mình đã kết hợp giữa nhảy với nó lá cộng với cả chất liệu hip hop của mình. Khá là lạ lẫm với người xem truyền hình tại Việt Nam, đó là thể loại live fit. Ở đây thì đang có bạn Nam Anh. Và hãy xem nhé, live fit tại Việt Nam là như thế nào. Nam Anh ơi, wow! Thì rất thích cái năng lượng kết nối của Nam Anh. Với Nam Anh, Hiếu cảm nhận được rõ là Nam Anh nhảy tại vì là vui. Và Hiếu muốn học từ Nam Anh nhảy live fit nhé.
cái số lượng người quá đông, ai cũng sẽ chuẩn bị bài trau chuốt rất là nhiều, mà khăn thì chỉ có một thôi. Tại sao anh lại làm thế? Thấy anh ấy trao khăn như thế sao thì mình cảm thấy kiểu anh ơi, anh nên bớt sởi lời hơn một chút. Cái cuộc chiến của những người cuối cùng trở nên vô cùng khốc liệt. Trong cái khó, ló cái khăn, liệu trận đấu cuối cùng Trọng Hiếu có tìm được những tuyển thủ giỏi nhất? Cố gắng lên, đặc biệt trong thời gian bây giờ, rất là quan trọng là giữ được một cái đầu lạnh và giữ được cái trái tim nóng để mọi người có thể tiếp tục trong cuộc thi này. Em là Minh Khâm Minh. Năm ngoái thì em có một cái may mắn khi mà được một trong hai đại diện Việt Nam đến Street Dance China. Hey. Hiếu chỉ còn một chiếc khăn và Hiếu chắc chắn là Hiếu sẽ cố gắng hết mình để dành được thêm khăn để trao cho mọi người. Mà cái khăn duy nhất mà Hiếu đang có là Hiếu muốn trao cho Boogie Legs ạ. Yes. Congratulations. Em rất áp lực vì em đã quăng khăn quá là hào phóng, cho nên là về sau là em phải battle lấy thêm khăn. Khi mà tuyển được hết tất cả các bạn rồi thì em rất hạnh phúc. Nãy mà rơi vào quá bất ngờ với Chi luôn, nên mày nhảy giỏi dã man luôn á. Nè, nói tâm lý nè, đang đứng nè, nãy bảo anh nhảy được nè, Chi đừng nó nhảy, wow nè, đi wow nha. Hiếu là quá quen thuộc, tại vì y tôi đã nói rồi, Hiếu mình biết là nó nhảy giỏi rồi. Chi bu ra nó quất cái kẻ đầu mình, wow. À, lúc đó em cũng bất ngờ luôn á, cắm đầu mà kè được luôn. Wow, wow, wow. Quả quả cắm đầu đi vào lịch sử. Xong cái tự nhiên kêu tới mình, ê, quéo nha. Kem, người ta đã làm quá, quá rồi, đỉnh rồi. Ra làm cái gì nữa mà không hơn được, có đó nhục lắm. Em hiểu không? Không phải đôi khi không phải gì đó. Áp lực lắm. Cái gì mà nó đã lên tới một cái ngưỡng cảm xúc nó đang đã dùm rồi. Trời ơi, đây làm gì đi xịn mà. Đâu phải là anh đâu có võ công như thôi em. Ok, chỉ có một cái cú là mình phải làm sao bất chấp thôi đấy. Nãy anh đứng anh địa chứ bộ. Anh địa anh coi cái chiêu nào. Địa chứ. Mình đi mình vòng vòng mà thấy anh hơn tụi em chỗ là được đi 4 chỗ lận. Anh được thu thập được tất cả các skill của các thí sinh tuyển. Trời ơi, mình làm MC mình nhảy không nhỏ phải lén lút học chứ. Ủa nhưng mà em thấy là sau cái màn đó là anh bị một cái vết xước ở đây này, là không hiểu là vì sao. Đây là đang che rồi nha. Chứ lúc mà sau một cái là em nhìn lúc anh Thành đứng nói là một cái vết xước đỏ ao ở đây luôn. Nói cái này này, đang này, nè, tiệt chiêu nè. Nè, nó xong dù đạp nè. Tao tưởng tao chết rồi. Ai ngờ nó môi bóp nó kéo tung mình lên. Tung mình lên hạnh phúc phải không? Ôi trời ơi, được, mình còn được. Tung không? Rác xuống, máu đổ, ủa? Rác, rờ, ủa? Máu nhiễu nè. Trời luôn á. Em, nó mừng quá sao nó cào điên đường da. Có gì đâu, xin miếng da về làm kỷ niệm nữa mà. Chúng ta có một nhiệm vụ khác nữa bên cạnh làm đội trưởng cho các tuyển thủ. Thì cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng mình ấy, trước khi ra khỏi cái chương trình này, chúng mình phải nhảy cùng với anh Thành một màn biểu diễn, chắc là lên chung kết. Trong các chương trình khác thì anh là Thành Cry, nhưng chương trình này anh sẽ là Thành Smile. Em sẽ đặt biệt danh mới cho anh là Thành Smile. Thành Smile. Điên tập chui quá kìa. Anh cần vài phút để suy nghĩ về cuộc sống của mình. Anh đi đâu? Chúc tụi em có những màn show tốt đẹp. Anh suy nghĩ về cuộc sống của anh. Hey, đây chính là những đường số, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là những đường số, tăng tốc tiến lên.